Thưa quý vị và các bạn, trả lời phỏng vấn tạp chí Good Weekend nhân dịp vừa xuất bản cuốn hồi ký Những lựa chọn khó khăn của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Australia chơi nước đôi, quá lệ thuộc vào đối tác thương mại Trung Quốc, trong khi lại kỳ vọng Mỹ bảo vệ trước việc Bắc Kinh càng ngày càng hung hăng ở châu Á. Nhận định của bà Clinton trùng với thời điểm thắc mắc rằng liệu chính phủ Tổng thống Mỹ Barack Obama có thực hiện chủ trương xoay trục về châu Á hay không? Bà Hillary Clinton cho rằng chính phủ Thủ tướng Australia Tony Abbott quá chú trọng chuyện làm ăn với Trung Quốc sẽ khiến Australia lệ thuộc đến độ bị mất tự do và mất sự toàn vẹn lãnh thổ về chính trị và kinh tế. Hiện Trung Quốc chiếm hơn 35% các mối quan hệ thương mại của Úc. Đồng thời, cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ phải quay lại châu Á, nơi một nhóm nước nhỏ gồm Australia đang bị Bắc Kinh bắt nạt, nên họ phải vận động đồng minh Mỹ bảo vệ trước Trung Quốc, ngày càng thèm khát những nguồn tài nguyên tự nhiên. Mới đây, Mỹ đã ra thông báo về Biển Đông, trong đó các hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông tiếp tục bị giới lãnh đạo Mỹ lên án. Đồng thời, Washington nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải tuân thủ quyền tự do hàng hải và thảo luận vấn đề Biển Đông trong các diễn đàn khu vực với các đồng minh của Mỹ. Vào khoảng hơn 20 giờ tối qua tại quán bar Canalis 147 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn, ngọn lửa bốc cháy bao phủ toàn bộ mặt tiền. Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến vụ việc, đám cháy bùng phát lớn từ tầng 2 khu uống cà phê của bar Canalis và nhanh chóng bao phủ mặt tiền của tòa nhà 4 tầng này. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường và đoạn đường cũng được phong tỏa tránh gây nguy hiểm cho dân cư cũng như người tham gia giao thông. Do khi xảy ra đám cháy, trời đang mưa lớn, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo lực lượng tại chỗ, sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cũng trong đêm ngày hôm qua, một chiếc tàu câu mực của ngư dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bốc cháy dữ dội, toàn bộ con tàu bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính gần 4 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày hôm qua, tàu câu mực mang số hiệu QNA91269TS của ngư dân Phạm Cương, 43 tuổi, trú tại thôn Đông Xuân, xã Tam Giang bất ngờ phát hỏa dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quảng Nam đã điều động lực lượng cùng chủ tàu tham gia dập lửa. Tuy nhiên do nhiên liệu trên tàu còn nhiều nên ngọn lửa bùng phát quá lớn, phải sau 3 giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ thiết bị đồ đạc trên tàu bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng huyện Núi Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, do thiệt hại của vụ cháy quá lớn, Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang đã có văn bản gửi cấp trên để hỗ trợ giúp chủ tàu tiếp tục vươn khơi bám biển.